Hello mọi người, hôm nay mình sẽ cho bạn mình nha mọi người. Nó ở lúc xưa là nó đi bộ đội với mình ở Cù Lao Chàm, bây giờ nó về nó ra Nẵng nên nó gọi mình đi nhậu với nó. Nó gọi chiều giờ rồi, bây giờ là mình sẽ gọi là nó cho nó này. Hãy thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch hiệu quả. Đang gọi nó nghe mọi người. Alo. Vô quán chưa? Cái ngầu đại gì tôi cũng ăn thấy quán họ rồi, ủa vô quán chưa? Cái gì mà ngầu ăn thấy quán họ kìa đó. Ấy là kem màu chưa? Kem màu chưa? Kẹo màu nhiều lắm, kẹo màu nhiều lắm, chị tôi chạy xuống chứ xuống đợi lao lắm, quán nó đông mà. Bé cái gì biết cái kẹo đi làm một ít khách chứ không đông lắm, nhanh nhanh đây, bây giờ chữ mới đây giờ. Làm ít khách à? Giờ chữ mới đây giờ. Thì đi rồi đây, giống đây gần tới rồi đây. Nhanh dịch cũng rồi được, ngầu đã chứ có gần nửa tiếng hồ rồi đủ á. À kẹo màu đi nghe, kẹo màu nhiều lắm, chị đang chạy xuống đây. Đó nghe. Tượng Phật Hòa Mỹ mọi người, đây là tượng Phật rất lớn ngay chỗ chùa, ngay chỗ cầu cầu vượt ở Huế mọi người. Hôm nay là rằm cho nên là người dân tập trung về đây để thắp hương cúng miếu là rất là đông nha mọi người. Đấy, mọi người thấy rất là đông luôn. Bây giờ là mình đang đi lên trên cầu vượt rồi mọi người, đang tiến về hướng cầu vượt Hòa Cầm, cầu vượt Ngõ Huế rồi mọi người. Lúc trước chỗ này là ở Đà Nẵng mình là nó không có
cái cầu này là do là cái đường ray xe lửa ở phía dưới nó chạy ngang qua, cho nên là nó sẽ ùn tắc giao thông mọi người. Bây giờ cao điểm ấy là giao thông nó sẽ bị ùn tắc rất chi là lâu, nên là lúc đi làm thì mọi người đi rất là trễ. Nhưng mà khi cái cầu này nó sai lây thì cái lưu lượng giao thông nó sẽ được biện pháp tối ưu hơn, nên là bây giờ đi là rất là dễ dàng. Nhưng mà cái là đi phải để ý, chứ còn qua một mình là rất là nguy hiểm, người tai nạn rất là nhiều xảy ra rồi. Hello mọi người, mình đã đến gần đến quán rồi mọi người. Này sau lưng mình là quán nhận rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ điện cho mọi người nghe. Chưa bắt máy mọi người ơi. À, đang ở quán ạ. Ấy là chạy xuống không được mấy ơi. Xuống được ở nhà đâu đi. Ấy là từ bà thím là ông chú ra trừ đâu trừ đi không được mà từ trừ tới nơi đi không được luôn á. Đi lâu không nhỏ đâu, nghỉ luôn đi. Ấy là mình ngồi với em đó. Giận té không bái đâu mọi người. Giận té không bái đâu. Giờ mình sẽ chạy vào. Cầm miếng nước qua. Có ngày thì tôi chạy không đi à? Chạy lộn rồi, đấy mà cùng thiên đó. Đấy cùng thiên đó. Ta biết nó bờ biết gì đâu. Mọi người, sau một bữa nhậu là bốn đứa mình đang ở ngoài biển mọi người. Đấy. Ra biển uống dừa vậy khác uống mía đây. Phía sau lưng mình là đường biển Nguyễn Tất Thành nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nhìn về phía trước biển này. Đây là cảnh phía trước tụi mình ngồi, đây là ngồi biển này mọi người.
kia là khu cái khu mà đàn xóm là khu biển Sơn Trà các mọi người. Rồi có một cái đàn chấm nháy đi lên trên núi, đó là lên chỗ biệt thự của Nguyễn Bá Thành. Đây. Còn sáng sớm kia là tàu tàu đánh cá biển các mọi người. Mọi người bây giờ là hiện tại là 12 giờ đêm rồi nghe mọi người. Mình đã đi chơi xong và bây giờ là đang trở về nhà và sẽ dừng video ở đây. Nếu mọi người cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ đăng ký kênh giúp mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người ạ.